cái trường hợp mà Đức Phật chế định á, là một vị tỳ khưu phải chú nguyện y á, là như thế này. Là có nhiều vị đó, vị đó không biết y phơi đó, nhiều khi y phơi chung á, thì không biết là y này của ai, rồi cứ lấy lộn. Đấy, thì thành ra là Đức Phật quy định là vị tỳ kheo là phải đánh dấu y, chú nguyện đánh dấu y là binh đú, binh đú xong rồi phải chú nguyện y. Đó. Thì để chi? Để xác nhận, để biết là bây giờ cái này là y của tôi, y của mình nè, để làm chi vậy? Để không có cầm nhầm y của người khác, và người khác cũng biết y này không phải y của mình, thành ra không có cầm nhầm. Đấy, đó là cái ý nghĩa của cái việc mà nguyện y. Nguyện y là như thế đấy. Tại vì đa phần, nói đa phần có khi sư vô đủ cả nắm, mà bây giờ nhiều vị đó, vị đó nguyện y mà vị đó không hiểu là vị đó cái ý nghĩa của cái lời nguyện đó là cái gì. Đó, lời nguyện nó chẳng qua là để mình ghi nhớ, mình xác định là từ bây giờ đây là cái chỗ này tôi đánh dấu nè, cái chỗ này tôi đánh dấu nè, đó là cái y này phơi chung với nhau, tôi nhìn cái chỗ đánh dấu thì tôi biết là y của tôi. Đấy, còn sa di mà không chú nguyện á thì không có phạm tội hành phạt nha, tại vì cái giới này là chỉ dành cho tỳ kheo thôi đó, và trong các cái tội hành phạt của sa di thì không có cái giới này ha, cho nên sa di không có tính. Tuy nhiên á thì vẫn nên anh làm dấu hay như thế nào đó để mà biết được y áo của anh, để anh không có cầm nhầm y áo của vị tỳ kheo đó. Nhưng mà nhớ nha, đánh dấu chứ không có phải là ghi cái tên mình lên chển nha. Ghi cái tên lên thì Đức Phật không có cho, đánh dấu thì được.